Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những tin tức tổng hợp về Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 của chúng tôi. Trước khi đến với những nội dung chính có trong chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Vào lúc 22 giờ ngày 10 tháng 8, trận chung kết bóng đá nữ Olympic 2024 giữa Mỹ và Brazil sẽ diễn ra. Tuyển nữ Mỹ và Brazil không chỉ là hai đội mạnh mà còn nhiều duyên nợ. Trong quá khứ, tuyển Mỹ và Brazil đã đối đầu nhau tới 40 lần. Không nhiều cặp đấu bóng đá trên thế giới có số lần chạm trán nhiều đến vậy và tuyển nữ Mỹ là đội vượt trội hơn với 32 chiến thắng, trong khi đó Brazil chỉ mới thắng 3 lần và còn lại là 5 trận hòa. Thống kê này cho thấy sự áp đảo của tuyển Mỹ trước Brazil. Tại Olympic 2024, dù mang đến đội hình trẻ trung mới mẻ so với vài giải đấu gần đây, nhưng các nữ tuyển thủ Mỹ đang thể hiện được phong độ ấn tượng. Tuyển Mỹ có tới 3 cái tên đã ghi được 3 bàn tại Olympic năm nay là Trinity Rodman 22 tuổi, Sophia Smith 23 tuổi và Mallory Swanson 26 tuổi. Vì vậy có lý do để giới chuyên gia đánh giá cao đoàn quân của huấn luyện viên Emma Hayes ở trận chung kết nếu lên ngôi mỹ sẽ sở hữu chiếc huy chương vàng bóng đá nữ thứ năm trong lịch sử các kỳ olympic thế nhưng việc giành chiến thắng trước tuyển nữ brazil là điều chưa bao giờ dễ dàng đội bóng áo vàng xanh tuy chưa từng vô địch world cup hay olympic nhưng cũng chưa bao giờ bị đánh giá thấp ở các trận chung kết ở giải đấu năm nay họ tiếp tục chứng minh đẳng cấp và giá trị của một đội bóng lớn tại vòng bảng tuyển nữ brazil từng để thua đương kim vô địch world cup tây ban nha 0 2 nhưng khi gặp nhau ở bán kết kết quả thay đổi hoàn toàn khi tuyển nữ brazil thắng dễ bốn hai các bàn thắng của Tây Ban Nha chỉ đến vào những phút cuối, cho thấy tuyển Brazil đã có một lối chơi hợp lý và thế trận ổn định cho dù không cầm bóng nhiều. Đây là lần thứ ba Brazil vào chung kết Olympic. Khá trùng hợp là ở hai lần trước vào các năm 2004 và 2008, họ cũng gặp Mỹ ở trận đấu cuối cùng và đều để thua. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội cho đội tuyển nước Brazil phục thù, đồng thời mang về huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử của họ. Cùng với chức vô địch Olympic Paris, nữ võ sĩ bị nghi ngờ về giới tính, Imane Khalif đã đáp trả cực cắt. Tay đấm người Algeria tuyên bố, huy chương vàng này là câu trả lời tốt nhất cho chiến dịch dữ dội chống lại tôi. Sau khi cô đánh bại Zhang Liu Trung Quốc để giành huy chương vàng Olympic Paris hạng cân bán chung. Cùng với võ sĩ người Đài Loan Lin Yuting, Khalif, huy chương bạc thế giới năm 2022, đã trở thành tâm điểm tranh cãi về giới tính ở Paris, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội kể từ khi quyền Anh nữ có mặt tại Thế vận hội London năm 2012, võ sĩ bị nghi ngờ về giới tính Khelim trở thành người phụ nữ androgynery đầu tiên vô địch Olympic, tiếp nối thành tích của Hossein Sotani giành được tại Olympic Atlanta năm 1996. Võ sĩ bị nghi ngờ về giới tính Khelim chia sẻ, đây là giấc mơ của cô ấy, 8 năm cho giấc mơ của cô, 8 năm mệt mỏi. Bây giờ cô là nhà vô địch Olympic, cô muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến ủng hộ cô. Mọi người dân Androgynery và tất cả mọi người ở Paris trả lời về những tranh cãi xung quanh mình, Kelly phát biểu tại họp báo, cô là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác. Cô sinh ra là một người phụ nữ và cô đã sống như một người phụ nữ, nhưng thành công luôn có kẻ thù bởi họ không thể tiêu hóa được thành công của cô ấy. Tại giải vô địch thế giới năm 2023, Kelly và võ sĩ hai lần vô địch thế giới Lin đã bị hiệp hội quyền Anh quốc tế IBA loại do không vượt qua được cuộc kiểm tra về giới tính trong khi đó ủy ban olympic quốc tế ioc lại tuân thủ các quy tắc của môn quyền anh tại paris được áp dụng từ thế vận hội 2016 và 2021 trong đó không bao gồm xét nghiệm về giới tính nữ võ sĩ bị nghi ngờ về giới tính nhận được sự ủng hộ to lớn từ khán giả trong các trận đấu bao gồm người hâm mộ từ angers nhiều người trong số đó là phụ nữ đổ xô đến roland garros và North paris arena để cổ vũ cho cô khalif nói phụ nữ angers nổi tiếng vì lòng dũng cảm sự xuất hiện của những người phụ nữ này tại sân vận động đã gửi đi thông điệp tới thế giới rằng danh dự của chúng tôi là trên hết. Tại lễ trao huy chương, khán giả gieo hò với âm thanh cao vút, vui tươi, thường được phụ nữ ở thế giới Ả Rập biểu diễn tại các đám cưới và lễ kỷ niệm vang vọng khắp đấu trường trước khi quốc ca Andri vang lên. Sau đó, Khelip đã ôm chầm lấy ba người phụ nữ khác trên bục vinh quang trong một khung cảnh vô cùng vui tươi phấn khích. Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc tất cả các phần thi tại Olympic 2024 mà không có huy chương. 16 vận động viên ở 11 môn thi đấu, so với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác là khá đông nhưng trắng tay trở về. Đây là lần thứ hai liên tiếp đoàn thể thao Việt Nam không có nổi một chiếc huy chương tại sân chơi Olympic 2024. Người yêu thể thao rất thất vọng nhưng cũng chia sẻ với vận động viên bởi vì các bạn đã luyện tập và thi đấu hết mình. Vận động viên không có lỗi nhưng ngành thể thao thì khác. Đồng ý là sân chơi Olympic là biển lớn, nhưng thể thao Việt Nam chưa từng tham gia và từng đạt huy chương. Trong các kỳ Olympic đưa quân tham dự, thể thao Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm một huy chương vàng, 3 huy chương bạc và một huy chương đồng. Tại Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành huy chương vàng đầu tiên ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam hai lần liên tiếp trắng tay là do không đầu tư đúng không có chiến lược lâu dài đào tạo lực lượng thi đấu đúng tầm olympic thay vì tiến lên đoạt thêm nhiều huy chương hơn thì đã thất bại thể thao việt nam bơi lui bơi tới trong cái ao làng đông nam á đôi khi cũng có thứ hạng cao nên tưởng mình cao thật nhưng khi đến sân chơi olympic mới thấy mình quá thua sút vận động viên của chúng ta đã bị mất hút trong rừng tài năng thể thao thế giới ngay cả trịnh thu vinh là vận động viên được kỳ vọng duy nhất cũng phải thốt lên đối thủ quá mạnh chiến lược vượt ao làng là phải chọn đúng những môn việt nam có khả năng cạnh tranh nhất như bắn súng cử tạ đầu tư cho đào tạo vận động viên đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đừng đầu tư giàn trải để rồi không có ngôi sao có thể đạt huy chương xin lưu ý đừng bao giờ đưa ra quan điểm đi thi đấu để học tập học thì được nhưng đừng kỳ nào cũng chỉ để đi học để có tài năng thể thao không chỉ là tuyển chọn được hạt giống mà còn phải có môi trường ươm mầm tài năng chăm sóc rèn luyện đầu tư cho những tài năng đó không phải một người một vài ngày mà tuyển nhiều người nhiều năm chỉ để chọn ra một vài người đủ khả năng thi đấu ở sân chơi olympic nhưng đã từng xảy ra vụ tai tiếng ăn bớt phần ăn của vận động viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia làm cho dư luận bất bình thể thao thành tích cao mà chuyện ăn uống còn không đảm bảo dinh dưỡng thì không thể đào tạo ra được vận động viên đủ sức vượt ao nhà nói gì tới ao làng Novak Djokovic dùng toàn bộ 200.000 euro, hơn 5,48 tỷ đồng tiền thưởng Olympic Paris 2024 cho các hoạt động thiện nguyện ở quê nhà Serbia. Sau vinh quang lịch sử ở Olympic Paris 2024 với danh hiệu huy chương vàng nội dung quần vợt đơn nam, Novak Djokovic được chính phủ Serbia thưởng số tiền 200.000 euro. Djokovic xác nhận anh sẽ không nhận khoản tiền thưởng thay vào đó sử dụng cho các mục đích từ thiện. Theo đó, tay vợt thành công nhất trong lịch sử quyết định quyên góp toàn bộ 200.000 euro cho các tổ chức từ thiện ở đất nước mình để họ có thể sử dụng vào việc phát triển các dịch vụ xã hội. Trong Thế vận hội Olympic 2024, tay vợt người Serbia đã hoàn thành được giấc mơ Golden Slam, giành cả 4 Grand Slam và huy chương vàng Olympic. Nôn thể hiện một phong độ vượt trội, gợi lại hình ảnh đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Ở tuổi 37, Djokovic giành huy chương vàng Olympic Paris 2024 mà không để thua xét nào, bao gồm trận chung kết với Carlos Alcaraz. Nôn phát biểu vào thời điểm giành huy chương vàng, tất cả những gì tôi cảm nhận được vào thời điểm chiến thắng đã vượt qua những điều tôi nghĩ hoặc mong đợi sẽ xảy ra. Anh nhấn mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của mình việc trao tặng giải thưởng cho các tổ chức từ thiện là một trong nhiều cử chỉ đẹp mà Djokovic đã thể hiện trong sự nghiệp. Huyền thoại Serbia cùng với vợ Jelena điều hành The Novak Djokovic Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận. Thông qua quỹ Djokovic này, Nôn đã giúp đỡ hơn 54.800 trẻ em, cùng với việc tài trợ cho các dự án xã hội như xây dựng khu vườn cho tuổi thơ ở các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. ngày chín tháng 8, vận động viên 17 tuổi Master Maximilian giành huy chương đồng lướt ván diều môn sailing, giúp Singapore trở thành đoàn thứ năm tại Đông Nam Á ghi tên lên bảng thành tích Olympic Paris. Thời tiết không thuận lợi khiến các vận động viên gặp nhiều khó khăn trong các cuộc thi môn sailing thế vận hội 2024, song cũng tạo ra những cuộc cạnh tranh đầy kịch tính. Ở nội dung lướt ván diều nam, vận động viên Portus Valentin (Áo) đoạt huy chương vàng. Pinoci Ricardo (Italy) giành huy chương bạc, trong khi huy chương đồng thuộc về Mother Maximilian của Singapore. Với kết quả này, Mother Maximilian giúp Singapore có huy chương đầu tiên tại Olympic Paris và huy chương thứ 6 trong lịch sử tham dự các kỳ thế vận hội. Huy chương càng thêm ý nghĩa khi nó đến vào đúng ngày quốc khánh đảo quốc sư tử mùng 9 tháng 8. Như vậy, Singapore trở thành quốc gia thứ 5 của Đông Nam Á có huy chương Olympic Paris sau Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Mother Maximilian sinh ngày 12 tháng 9 năm 2006, có bố là người Thụy Sĩ, mẹ là người Singapore, chơi trượt tuyết từ năm 4 tuổi, trước khi được bố cho tập chơi sailing năm 6 tuổi và chính thức chơi chuyên nghiệp môn này năm 11 tuổi. Anh giành danh hiệu vô địch thế giới trẻ 3 năm liên tiếp 2021, 2022 và 2023, vô địch thế giới 2 năm liên tiếp 2023, 2024 huy chương vàng tại ASIAD 2023 trước khi đạt huy chương đồng Olympic tại Pháp mùa hè này. Ngày 9 tháng 8, các quan chức Hàn Quốc cho biết nữ vận động viên bắn súng ngắn Kim Jae-ji, người nổi tiếng toàn cầu vì sự tự tin và phong cách của mình tại Thế vận hội Paris, đã được đưa đến bệnh viện sau khi ngất xỉu trong một cuộc họp báo. Kim Jae-ji vừa trở về Hàn Quốc sau thành công ở Olympic Paris 2024 dù chỉ giành huy chương bạc nhưng xạ thủ này đã thực sự nổi bật thậm chí hơn cả những vận động viên giành huy chương vàng vì thần thái và ngoại hình siêu ngầu của mình cô được săn đón rất nhiệt tình ngay sau khi xuất hiện ở quê nhà và sáng qua kim jae ji đã được mời tham dự một buổi họp báo khi đang phát biểu tại sự kiện ở imjin quận mà kim jae ji là gương mặt đại diện trong 7 năm qua kim jae ji bất ngờ ngã quỵ 10 phút sau kim jae ji đã tỉnh lại khi được hô hấp nhân tạo các nhân viên y tế đã lập tức đưa cô đến bệnh viện khi đến bệnh viện, Kim Jae-ji vẫn tỉnh táo và nhắn tin cho người nhà. Cô đang được chăm sóc hồi sức và hiện không đối diện với bất cứ mối nguy hiểm nào. Wok Min Su, người từng là huấn luyện viên trưởng của cô cho biết, Kim Jae-ji đã không thể nghỉ ngơi dù chỉ một ngày kể từ khi rời Paris vào ngày 12 tháng 7 để chuẩn bị cho sự kiện. Nguyên nhân là do căng thẳng và mệt mỏi. Cô ấy chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Cô ấy không mắc bệnh mạng tính. Kang yang giám đốc văn phòng quận Im -sin, cho biết, sau vụ việc, ông sẽ thay đổi lịch trình để giữ sức khỏe cho sạ thủ 31 tuổi, sẽ không có lịch trình quá dày đặc cho cô ấy sau khi về đến Hàn Quốc. Vì sức khỏe của sạ thủ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, nên sẽ yêu cầu cô ấy trải qua một cuộc kiểm tra chi tiết. Nữ võ sĩ người Algeria, Imane Khalib, đã vượt qua vô số chỉ trích về giới tính tại Olympic 2024 để đoạt huy chương vàng quyền Anh sau chiến thắng ở trận chung kết diễn ra vào ngày 10 tháng 8. Imane Kelip đã vượt qua một cuộc tranh cãi lớn về giới tính để giành huy chương vàng trước đám đông khán giả hò reo cổ vũ tại sàn đấu Philip Karcher. Nữ võ sĩ 25 tuổi đã giành chiến thắng bằng tính điểm trước đối thủ Yang Liu của Trung Quốc trong trận chung kết hạng cân 66 kg nữ để giành huy chương vàng Olympic. Rất nhiều người hâm mộ Algeria có mặt tại sàn đấu Philip Katcher, sức chứa 15.000 chỗ ngồi, khi họ đến để chứng kiến một trong những vận động viên gây tranh cãi nhất tại Olympic năm nay tranh tài. Cao 1,79m, clip có lợi thế về chiều cao và sức mạnh so với ba đối thủ mà cô đã dễ dàng đánh bại trên đường vào trận chung kết. Tiếng gieo hò vang lên khi clip bước vào đấu trường. Võ sĩ người Algeria nắm quyền kiểm soát hầu hết hiệp đấu đầu tiên và tung ra một loạt đòn đấm vào giang hiệp đấu thứ hai bắt đầu theo cách tương tự với những cú đấm của clip mạnh mẽ uy lực và đáng sợ nữ võ sĩ người algeria dẫn trước trên bảng điểm của tất cả các giám khảo khi bước vào hiệp đấu thứ ba và cô chỉ cần tránh được rắc rối nghiêm trọng để giành huy chương vàng hai người ôm nhau khi tiếng chuồng kết thúc vang lên và chiến thắng toàn diện của clip được xác nhận cô được một thành viên của đội algeria khiêng đi trên vai diễu hành quanh đấu trường Clip đã trở thành vận động viên Algeria đầu tiên giành huy chương vàng Olympic sau 12 năm. Clip cùng nữ võ sĩ Lin Yuting của Đài Loan trở thành tâm điểm trong cuộc tranh cãi giới tính tại Olympic lần này. Lin cũng sẽ thi đấu trận chung kết hạng cân 57kg nữ vào ngày 10 tháng 8. Clip và Lin đều đã thi đấu tại Olympic 2020, nhưng khi đó không có tranh cãi nào xảy ra và cả hai đều không giành được huy chương. Hai võ sĩ này đều bị loại khỏi giải vô địch thế giới năm ngoái do hiệp hội quyền anh quốc tế tổ chức nhưng được phép tham gia thi đấu tại Paris. Ủy ban Olympic quốc tế đã giám sát môn thể thao này tại Olympic vì lo ngại về cách điều hành môn quyền anh của hiệp hội quyền anh quốc tế, bao gồm các câu hỏi về tài chính, đạo đức. Cuộc tranh cãi về giới tính nổ ra tại thủ đô nước Pháp khi clip đánh bại Angela Carini trong 46 giây ở trận mở màn. Nữ võ sĩ người Ý đã bật khóc và bỏ cuộc sau khi bị thương nặng ở mũi. Chủ tịch Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế đầu tuần này làm những tranh cãi giới tính thêm phức tạp khi tuyên bố Kelip và Lynn đã trải qua xét nghiệm di truyền cho thấy họ là đàn ông. Nhưng Ủy ban Olympic Quốc tế đã lên tiếng bảo vệ hai nữ võ sĩ, trong đó Chủ tịch Thomas Bach cho biết họ sinh ra và lớn lên là phụ nữ và hộ chiếu của họ cũng ghi rõ điều đó. Ngày 29 tháng 7, Nija Houston giành huy chương đồng nội dung trượt ván đường phố cá nhân nam. Dù chỉ giành giải ba, nhưng đây là vinh dự rất lớn đối với vận động viên 29 tuổi. Tuy nhiên sau khi trở về Mỹ, tấm huy chương mà anh nâng niu bỗng gặp vấn đề. Sau đó Houston than phiền trên Instagram về chất lượng gia công của nó. Anh quay video và chụp ảnh cho thấy tấm huy chương đồng bị rỉ sét và hoen ố ở mặt sau. Anh nói, huy chương trông thật tuyệt khi chúng còn mới, nhưng nó thay đổi khi dính mồ hôi và cho bạn bè anh đeo thử. Vận động viên này còn đua rằng, dường như tấm huy chương vừa trải qua một cuộc chiến trở về. Một số bình luận cho rằng chất lượng của huy chương là khá tệ, không khác gì hàng chợ. Đây không phải lần đầu tiên nước chủ nhà Pháp bị chê trong khâu tổ chức. Ngoài những thiếu sót ở lễ khai mạc hay nước sông Sen không đảm bảo an toàn, việc làng vận động viên không có điều hòa nhiệt độ hay chất lượng đồ ăn thấp cũng khiến rất nhiều đoàn phàn nàn và bức xúc. Thế vận hội Paris 2024 đã tới ngày thi đấu cuối cùng. Nhiều tấm huy chương vàng đã được trao và với nhiều vận động viên. Đây là vinh dự đời người, là cơ hội để họ đổi đời. Nhưng không ít số khác lấy vinh quang là chính, còn tiền thưởng chỉ đủ để họ tiêu vặt. Đầu tiên là vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles. Cô kiếm được 100.000 đô la Mỹ khi tham gia các cuộc thi thể dục dụng cụ vào năm 2023, so với mức thưởng 38.000 đô la Mỹ cho một tấm huy chương vàng và 23.000 đô la Mỹ cho huy chương bạc tại Olympic Paris thì năm nay Simone Biles kiếm về nhỉnh hơn một chút. Cô giành 3 huy chương vàng tại Olympic Paris, bên cạnh đó là một huy chương bạc. Dự tính Biles bỏ túi 137.000 đô la Mỹ tiền thưởng từ Paris 2024. Nhưng những số tiền trên vẫn rất nhỏ bé với dòng tiền từ tài trợ mà vận động viên thể dục dụng cụ này thu về. Theo Forbes, Biles nhận được ít nhất 7 triệu đô la Mỹ từ các thương vụ với United Airlines, Visa trong năm qua. Nhờ đó, cô đứng top 20 vận động viên kiếm tiền nhiều nhất năm. Dĩ nhiên, tiền thưởng thế vận hội này vẫn sẽ giúp Biles nâng tầm thương hiệu và tiếp tục thu về những bản hợp đồng tài trợ hấp dẫn hơn, nhưng nếu chỉ tính các khoản thưởng từ cơ quan quản lý thể thao Mỹ thì thực sự nó vẫn rất nhỏ bé với vận động viên này. Iga Sivatek cũng là một cái tên như vậy. Năm nay cô giành huy chương đồng, nội dung đơn nữ và bỏ túi 30.000 đô la Mỹ từ chính phủ Ba Lan. Ba Lan tặng 82.000 đô la Mỹ cho vận động viên giành huy chương vàng. Nhưng phần thưởng 30.000 đô la Mỹ chỉ bằng chưa đầy một tuần thu nhập của cô. Trong năm 2023, vận động viên này bỏ túi 24 triệu đô la Mỹ từ các nguồn chủ yếu là tài trợ. Cô là vận động viên nữ thu nhập cao nhất thế giới trong năm. Tính trung bình, mỗi tuần tay vợt số 1 trên bảng xếp hạng WTA kiếm được 48.000 đô la Mỹ. Tương tự là các tuyển thủ bóng đá U23 Tây Ban Nha khi Fermin Lopez Cubasi nhận vài chục ngàn euro một tuần tại Barcelona rồi gian sát bóng rổ của đội tuyển Mỹ. Họ đã giành vé vào chung kết bóng rổ gặp Pháp đa số các thành viên của đội tuyển này có thu nhập từ 40 triệu đô la Mỹ một năm trở lên, thậm chí có LeBron James là tỷ phú với khối tài sản gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, thu nhập trong năm 2023 đạt 125,7 triệu đô la Mỹ. Nếu như đánh bài pháp để vô địch thế vận hội, họ cũng chỉ được nhận 38.000 đô la Mỹ một người. Với những Stephen Curry, Kevin Durant hay LeBron James, chỉ cần một đến 2 ngày là họ đủ để kiếm về khoản tiền này. Với họ, có lẽ vinh quang mới là ưu tiên tối thượng và chắc chắn không mang tới tiền bạc, họ vẫn sẽ chiến đấu cật lực để giúp Mỹ giành vinh quang. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nhân vật Olympic ngày hôm nay. Trong trận chung kết Taekwondo, Gui Quynh, nữ võ sĩ Trung Quốc đã thua 1-2 trước nhà đương kim vô địch giải đấu, ngôi sao Thái Lan Panipak Wongpatanakit. Gui Quynh thất bại và cô bật khóc sau trận đấu lý do cô khóc là cô đã không thể giành huy chương vàng để mang về một số tiền lớn cho gia đình mình Goo sinh năm 2000 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong một gia đình rất nghèo. Cô bắt đầu nổi lên từ đầu năm 2022. Từ chỗ nằm ngoài top 100 quốc gia, cô đã bứt phá và giành vé dự Olympic Paris. Điểm số đánh vòng loại của Goo đứng thứ 6 trong số các vận động viên Taekwondo Trung Quốc. Ngô Quỳnh không được kỳ vọng nhiều khi tham dự Paris 2024 vì so với đấu trường quốc tế, võ sĩ 24 tuổi vẫn rất khiêm tốn. Nhưng bằng quyết tâm và nghị lực phi thường, Goo đã vào đến chung kết và thua với tỷ số 1-2 trước Panipak Wongpattan. Nagit, cô là võ sĩ duy nhất thắng được một hiệp trước Panipak Wongpattanakit ở Paris 2024. Khi quyết tâm không được đền đáp, Ngô Kinh đã gục xuống òa khóc, có lẽ cô thất vọng vì không thể giành huy chương vàng. Cô cần giành được huy chương vàng để thay đổi gia đình mình. Trước khi tham dự Thế vận hội Paris, cô đã có những chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Bố mẹ cô sức khỏe kém, nhà có 5 người em trai. Được biết, mọi nguồn tài chính của cả nhà đều phụ thuộc vào tiền thưởng thi đấu do cô Quynh mang về và nguồn tài trợ từ chính quyền địa phương. Vì vậy, áp lực thi đấu ở các giải quốc tế, đặc biệt là Olympic, với cô Quynh luôn là rất lớn. Mỗi huy chương vàng thế vận hội được nhà nước tặng từ 200.000 đến 250.000 tệ, tương đương 700 đến 875 triệu đồng. Huy chương bạc sẽ nhận khoản tiền bằng nửa huy chương vàng. Như vậy, cô Quynh sẽ được thưởng 400 triệu từ thành tích ở Paris 2024, nhưng có thể cô sẽ bỏ túi nhiều hơn một số chính quyền và câu lạc bộ cấp tỉnh thành phố và quận cũng sẽ trao thưởng cho các vận động viên. Những phần thưởng này có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tiền mặt và phần thưởng vật chất như nhà và xe hơi. Hy vọng Google sẽ nhận được nhiều hơn từ nỗ lực của mình để có tiền trang trải cho gia đình. Cuộc đối đầu gay cấn giữa chủ nhà Pháp và Tây Ban Nha xứng đáng là trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic Paris. Hai đội đã cùng nhau công hiến 8 bàn thắng trong 120 phút và Tây Ban Nha đã trở thành chủ nhân của tấm huy chương vàng với tỷ số 5-3. Với lợi thế dân nhà, Olympic Pháp là đội chơi lấn lướt hơn trong khoảng 10 phút đầu trận. Phút 11, sự áp đảo đó được cụ thể hóa thành bàn thắng. Olise đưa bóng vào từ cánh phải, bóng đi lập bập khiến hậu vệ Tây Ban Nha pha bóng không tốt tạo điều kiện cho Enzo Milot dứt điểm. Thủ môn Tenas xử lý chủ quan khiến Tây Ban Nha nhận bàn thua để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, Tây Ban Nha nhanh chóng có câu trả lời. Phút 18, Fermin Lopez di chuyển thông minh, xâm nhập vòng cấm pháp và đón đường truyền của Alex Pena. Cũng giống như Milot trước đó, Lopez chỉ cần một chạm để dứt điểm gỡ hòa cho Tây Ban Nha. Phút thứ 25, gió chính thức đổi chiều tại Paris. Từ pha tạt bóng bên cánh trái, Albert Ruiz dứt điểm cận thành và dù cho thủ môn Brestet đã cứu thua thành công, thì Fermin Lopez rất nhanh lao vào và dứt điểm bồi, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 2-1. 3 phút sau, cả bốn phía khán đài sân công viên, các hoàng tử chết lặng, Alex Bene có cú sút phạt đẳng cấp, Brestet đứng trôn chân. Còn những khách mời VIP tới dự khán như Arsene Wagner hay Didier Deschamps thì sững sờ. Người Pháp nhận bàn thua thứ ba. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Pháp dồn ép tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng Tây Ban Nha tổ chức phòng ngự quá tốt. Những cơ hội của Mateta hay Olise ở 7 phút bù giờ hoặc bị Tenas cước từ hoặc đi chạch cột dọc. Nửa đầu trận chung kết khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Tây Ban Nha. Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 2 của Pháp đến ở phút thứ 57. Manu Kone đánh đầu chạm xa ngang sau pha tạt bóng của Schwaffer 15 phút sau vẫn là Kone mang đến hy vọng cho chủ nhà. Tiền vệ số 6 tung cú sút tầm thấp trong vòng cấm nhưng Tenas đổ người xuất thần cản phá. Đến phút thứ 79, Liplus đã có điều mình cần. Từ quả phạt bên cánh phải, Olise đưa bóng khó chịu, bóng đập vào người Aglius, đổi hướng làm tung lưới Tây Ban Nha, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Phút 90, kịch tính trận đấu được đẩy lên cao trào, trọng tài chính quyết định ra xem màn hình và sau khi có va chạm trong vòng cấm Tây Ban Nha ở một tình huống phạt góc. Vị vua áo đen xác nhận Calimuendo đã bị truy cản trái phép và plenty cho chủ nhà. Trên chấm phạt đền, Mateta không mắc sai lầm nào để đưa tỷ số trận đấu về 3-3 ở phút 90 3. Đến phút 90 6, con tim của cả nước Pháp như ngừng đập, Tây Ban Nha tổ chức lên bóng nhanh và Turrentes đưa bóng đi chạm giả ngang trong sự thở phào của Terry Henry bên ngoài đường Peace. Đó cũng chính là tình huống đáng chú ý cuối cùng ở hai hiệp chính và trận tranh huy chương vàng phải bước vào hiệp vụ. 10 phút sau khi hiệp vụ 1 bắt đầu, Tây Ban Nha lại là đội vượt lên. Bộ đôi có cùng tên Sergio là những cá nhân mang về bàn thắng. Sergio Gomez chọc khe thông minh để tiền đạo vào sân thay người. Sergio Camelo thoát xuống, bấm bóng kỹ thuật ghi bàn. 4-3 nhưng về La Rosa, cũng là tỷ số khi hiệp phụ 1 khép lại. Hiệp phụ 2 chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía chủ nhà Pháp. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Tây Ban Nha thi đấu quá tập trung để bảo toàn cách biệt một bàn. Đến phút 120 cộng 1, bầu trời Paris chính thức sụp đổ với thầy trò Thierry Henry. Thủ môn Tenas có pha ném bóng mạnh lên phía trên và trong khi đội tuyển Pháp đã dồn hết lên để tấn công, Camelo dễ dàng bứt tốc, ghi bàn, kết liễu trận đấu. Đánh bại chủ nhà Pháp với tỷ số 5-3. Olympic Tây Ban Nha đã đổi màu huy chương thành công sau khi chỉ về nhì ở thế vận hội trước. Còn với xứ sở lục lăng, họ vẫn mòn mỏi chờ đợi tấm huy chương vàng bóng đá nam tiếp theo kể từ Olympic 1984. Tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với nhân vật Olympic ngày hôm nay. Những nhân viên ngân hàng xin nghỉ phép để tham dự Olympic 2024 khiến cấp trên và đồng nghiệp nghi ngờ cho rằng cô đang tìm lý do để đi du lịch. Su Yiming, một nhân viên ngân hàng ở Hàng Châu, chết rằng đã xin nghỉ phép để tham gia cuộc thi chạy marathon đại chúng tại Olympic Paris 2024 vào ngày 10 tháng 8. Lúc đầu, cấp trên của Su Yiming nghĩ rằng cô chỉ đang tìm lý do để đến Paris. Nhưng khi nữ vận động viên trình bày email chính thức và những bằng chứng cho thấy cô đủ điều kiện tham gia thi đấu, cả văn phòng ngân hàng đều tỏ ra phấn khích kinh ngạc. Ngay lập tức trường nhóm đã phê duyệt ngày nghỉ cho Su Ji Minh. Thậm chí người này còn đặt niềm tin nhân viên của mình có thể thể hiện được phong cách cá nhân và sự tự tin của người Trung Quốc. Su Ji Minh sinh năm 1995, đang làm quản lý tài khoản ngân hàng tại Hàng Châu. Cô là người đam mê marathon, vì thế ngoài giờ làm việc, Su Ji Minh sẽ dành thời gian tập luyện. Năm 2020, ban tổ chức Olympic Paris đã quyết định bổ sung thêm nội dung marathon tại chúng. Sự kiện trên đã thu hút hơn 800.000 người đăng ký từ khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên, chỉ có hơn 40.000 người được chọn và Su minh là một trong số đó. Theo ban tổ chức, đã thêm quy định người tham gia phải đạt 100.000 điểm. Số điểm trên được tích lũy thông qua chạy, đạp xe, đi bộ, bơi lội và những môn thể thao khác. Thời gian tích điểm được tính từ ngày 26 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Do vậy, từ năm 2021, Su Yiming Minh đã chuẩn bị và thực hiện hành trình chạy bộ 3.000 km trên một năm. Chỉ sau 2 năm, cô đã đạt được 100.000 điểm, tương đương quãng đường, đường 5.000 km. Vào đêm giao thừa năm 2024, Su Yiming Minh nhận được email xác nhận tư cách tham gia Olympic Paris 2024. Nữ nhân viên ngân hàng phấn khích, dành thời gian tìm hiểu thông tin, nghiên cứu lộ trình đường chạy marathon và tập luyện có mục tiêu. Đáng chú ý, Su Minh đã đặt khách sạn ở Paris từ mùa hè năm 2023 khi đang thực hiện hành trình đạt 100.000 điểm. Thậm chí còn đặt mục tiêu trong nhóm chạy ở Hàng Châu bằng dòng ghi chú. Hẹn gặp lại các bạn ở Paris vào năm 2024. Việc Su Minh đủ điều kiện góp mặt tại Thế vận hội 2024 trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi tại Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.